Xin chào các anh chị, xin chào. Video bài học này thì Phan Anh sẽ nói với các anh chị và các bạn là cách để làm sao các anh chị các bạn trở thành một người bán hàng giỏi, chuyên nghiệp và bán được nhiều hàng nói chung và trên Facebook nói riêng. Thế thì tôi đã thống kê, đã nghiên cứu hàng nghìn những người bán hàng khác nhau với hơn 50.000 người học online và với khoảng 5.000 người học offline. Tôi đã dạy từ 2010 các cái lớp đào tạo và 2011 là dạy về Facebook và marketing online, dạy nghề marketing online. Nếu mà các bạn mà có nhu cầu học nghề marketing online để có nghề, thành nghề, kiếm được tiền, kiếm được công việc tốt thì các bạn có thể tìm tôi. Tôi đảm bảo cho các bạn cái điều đó, các cái kỹ năng về marketing online rất là hoàn hảo và đầy đủ. Thế thì cái kỹ năng đầu tiên là tôi đang muốn nói về cái việc là làm sao các anh chị và các bạn trở thành người bán hàng giỏi trên mạng, người bán hàng giỏi trong cuộc sống cũng như là người bán hàng giỏi trên Facebook. Thì nó gồm là các yếu tố như là kiến thức, kỹ năng, rồi thì phẩm chất, khả năng quản lý tiền bạc và tài chính, những cái lợi thế tự nhiên, thiên nhiên, các cái đam mê và cuối cùng là hàng hóa và dịch vụ. Thế thì kiến thức và kỹ năng là hai thứ nó luôn luôn song hành. Nếu bạn có kiến thức nhưng bạn không có kỹ năng, bạn cũng không làm được. Chẳng hạn như bạn có kiến thức là phải làm đẹp, phải chỉnh sửa Photoshop, phải làm website nhưng bạn không có kỹ năng làm điều đó. Kiến thức và kỹ năng là hai thứ không phải thuộc về nhau. Cho nên bạn có kiến thức nhưng bạn phải có kỹ năng. Hoặc là nếu bạn có kỹ năng không mà bạn không có kiến thức thì cũng rất là tiếc. Nên tốt nhất là mình vừa có kiến thức và kỹ năng. Mình có kiến thức hiểu biết về thị trường, về khách hàng, về sản phẩm, về truyền thông, về quảng cáo, về thấu hiểu về tâm lý. Rồi thì mình có các kỹ năng về quảng cáo trên Facebook thì tôi sẽ dạy, đúng không ạ? Các cái kỹ năng chốt đơn, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chat, kỹ năng nghe điện thoại, kỹ năng telesale, kỹ năng trả lời email, kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán, kỹ năng duy trì mối quan hệ với khách hàng, kỹ năng quản lý nhân sự, kỹ năng quản lý tài chính, rồi thì các cái kỹ năng thương lượng khi mà có xảy ra sự cố nếu có, vân vân. Tiếp tục là chúng ta cần phải có nguồn hàng tốt. Nói chung kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có nguồn hàng tốt. Ví dụ như là một cái nhà xuất bản sách, họ muốn thành công thì họ phải có một cái tác giả xuất bản viết ra sách tốt, hoặc là họ phải mua được những cái tựa sách tốt. Đấy là tôi đang nói thí dụ. Thì cái gì chất lượng, hàng hóa nó phải chất lượng, giá là phải tương đồng với chất lượng, thậm chí là chất lượng tốt nhưng giá phải hợp lý, đúng không? Thế rồi thì dịch vụ cũng phải vượt trội. Các cái dịch vụ làm cho khách hàng trở nên thỏa mãn hơn, vượt xa cái sự kỳ vọng của khách hàng hơn. Đó. Thế rồi thì về phẩm chất của người bán hàng online mà muốn thành công được thì chúng ta cũng phải luôn luôn thấu hiểu khách hàng, luôn luôn là chiều chuộng khách hàng, luôn luôn là đi trước thị trường bằng cách là có những cái sản phẩm tốt, có những cái dịch vụ tốt, đúng không ạ? Phẩm chất thì chúng ta sẽ thấy rằng là luôn luôn tôn trọng đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật kinh doanh. Nếu như mà chúng ta có làm sai, cái chuyện làm sai thì không thể tránh được, có thể là do vô ý, có thể do thiếu hiểu biết, hoặc là có thể do các cái bên thứ ba nó tác động vào, thì chúng ta cũng không ngần ngại thừa nhận, nhận lỗi và sửa lỗi. Chúng ta phải liên tục rút kinh nghiệm, bởi vì nhân vô thập toàn, không ai có thể là chúng ta gọi là nắm tay từ sáng đến tối được, đúng không? Các cụ thường nói như vậy. Thì đôi khi chúng ta cũng phải mở lòng bàn tay ra, thì đấy là cái lúc mà chúng ta sẽ yếu mềm, đúng không? Chúng ta sẽ sai lầm. Thế thì cái quan trọng là các bạn phải nhìn nhận nó, các bạn phải thừa nhận nó và các bạn phải khắc phục nó và không bao giờ được lặp lại. Người trẻ thì càng sai lầm nhiều và người già thì bớt sai lầm hơn, nhưng không có nghĩa là sẽ không sai lầm. Và sai lầm thì không đáng sợ, và đáng sợ là chúng ta không biết sửa chữa sai lầm và không nên tái phạm lại, đúng không? Các cái phẩm chất như là uy tín, như là đúng giờ, như là nói một lời là giữ lời, đúng không ạ? Rồi sẵn sàng chịu trách nhiệm, sẵn sàng là hy sinh lợi ích của mình cho khách hàng, rồi thì có những cái phẩm chất mà rất là táo bạo, rất là quyết liệt, rất là nhanh nhạy đối với thị trường, thì đấy là những cái phẩm chất mà những người bán hàng online như chúng ta cũng cần. Đôi khi cũng phải cứng rắn một chút, gặp những khách hàng mà cũng không phải là khách hàng nào họ cũng tử tế, không phải khách hàng nào, đối tác nào họ cũng biết điều, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp, linh hoạt. Đấy, linh hoạt xử lý ứng biến, đúng không? Trong những lúc khó khăn như thế này, chẳng hạn như là đại dịch corona như thế này, thì chúng ta cần phải có cái sự nhanh nhạy, chúng ta cần phải thấu hiểu vấn đề và chúng ta cần phải tiết giảm chi phí. Thế thì
Cái kỹ năng tiếp theo là cái khả năng về nguồn vốn, của rồi quản lý tài chính. Các cụ thường nói là bột tài không bằng dài vốn. Đấy, thế thì các bạn thấy là cái câu đấy cũng khá là đúng, tức là nếu như mà chúng ta vốn mỏng, chúng ta kinh doanh thì chúng ta có thể sẽ sai lầm, thì chúng ta sẽ chết ngay. Thế còn những người mà người ta nhiều tiền thì người ta có thể thua keo này bày keo khác, đúng không ạ? Thất bại là mẹ của thành công, nhưng bây giờ nó thành bà ngoại, cụ ngoại rồi thì nó vẫn chưa thành công. Thế nhưng người ta vẫn có tiền để làm. Đấy, cái khả năng về về xử lý ứng biến về tài chính rất là quan trọng, bởi vì đôi khi trong quá trình kinh doanh bạn sẽ bị thua lỗ, bạn sẽ bị thiếu tiền, bạn sẽ phải vay mượn, bạn sẽ phải huy động vốn, vân vân. Nhưng mà quan trọng nhất là cái chữ tín của bạn không được thay đổi, bạn phải luôn luôn tìm cách đổi mới, sáng tạo và trả lời cho câu hỏi là liệu mình đã đi đúng hướng hay chưa, sản phẩm và dịch vụ của mình đã tốt hay chưa, nhân sự của mình đã tốt hay chưa, làm thế nào để tốt hơn. Mình phải đau đáu suy nghĩ về những điều đó. Rồi thì một số người bán hàng online thì họ có những cái lợi thế tự nhiên, thí dụ như là bản thân họ rất là xinh đẹp, nhất là phụ nữ, cô gái, đúng không ạ? Khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo, thân hình thì rất là đẹp, do tập luyện, do gym, do ăn uống, vân vân. Thì tất cả những điều đấy cũng đều có thể là giúp cho mình bán hàng trở nên tốt hơn. Tại sao mà những cái ngôi sao, ca sĩ hay là sao showbiz này nọ thì người ta dễ bán hàng hơn, bởi vì người ta có uy tín, người ta có thương hiệu, người ta có sự nổi tiếng nhất định, và nhiều người biết đến người ta thì người ta bán được hàng và người ta lại kiếm được lời, đúng không? Và tiếp tục đấy là chúng ta cũng phải có đam mê, và chúng ta cần phải quyết tâm với nghề này. Bởi vì nhiều người bán hàng online thì bảo là bảo live stream thì em ngại lắm, bảo đăng bài thì em không biết viết gì, bảo chạy quảng cáo thì em không biết chạy, bảo trả lời khách thì ôi thôi mệt lắm, thì vân vân và mây mây rất nhiều các lý do. Thì chúng ta không có đam mê, chúng ta không có sự kiên trì học hỏi, chúng ta liên tục học hỏi, bởi vì nó đấy là một cái quá trình tiến lên như vậy. Chứ không phải là chúng ta học hôm nay là chúng ta biết rồi là mai ta không học nữa. Bởi vì mỗi một thời điểm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm là cái công nghệ nó đã thay đổi, hành vi khách hàng thay đổi, thị trường nó đã thay đổi. Thì chúng ta cần phải học hỏi, kiến thức là phải thường xuyên cập nhật. Đấy, thì cái câu chuyện là một cái người bán hàng giỏi là cái người mà luôn luôn là giữ được khách hàng cũ để họ tái mua và tìm thêm được những khách hàng mới, và bán hàng mà như không cần bán hàng như hơi thở, bán hàng mà không tốn nhiều tiền chi phí quảng cáo. Đăng Facebook status có thể bán được cả một container sữa. Rồi thì chỉ cần nói một cái ý tưởng kinh doanh thôi là đã có hàng trăm người bỏ tiền ra mua hàng trước. Đấy, chúng ta thấy là có những cái uy tín thương hiệu nó mạnh đến mức như vậy. Thế thì tôi hy vọng là các bạn cũng cần chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh cũng như là thương hiệu cá nhân ở trên Facebook, Instagram, hoặc là Zalo, hoặc là TikTok, hay là YouTube, vân vân, rất nhiều các cái công cụ khác. Đấy là một cái hệ sinh thái. Thì cái video bài học tiếp theo thì tôi sẽ nói cho các bạn về cái cách xây dựng thương hiệu. Thì vừa rồi tôi vừa trình bày với các bạn một số những cái yếu tố để mà giúp các bạn trở thành một người bán hàng online thành công, đúng không ạ? Thì tôi xin phép được điểm danh lại, đó là gồm có các cái vấn đề về kiến thức và kỹ năng. Đấy, rồi thì nguồn hàng, sản phẩm dịch vụ đó, đúng không ạ? Phẩm chất, đạo đức, đam mê, khả năng tài chính và quản lý tài chính, và cái những cái lợi thế tự nhiên như là sự xinh đẹp, sự tài năng, ví dụ như bạn có tài năng ca hát, tài năng về âm nhạc, vân vân. Thì tất cả những điều đấy đều có thể lôi ra để các bạn tận dụng, khai thác và kiếm tiền được. Đấy, thì đấy là một số cái chia sẻ của tôi. Xin chúc cho các bạn sẽ trở thành những người bán hàng bestseller trên Facebook và có thể kiếm được hàng trăm triệu, hàng tỷ mỗi tháng. Đấy là mong muốn duy nhất của tôi khi viết ra những cái nội dung sách này hay những cái bộ video như thế này. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online. Xin được chào, xin được tương tác với các anh chị và các bạn là trên Facebook của tôi ở địa chỉ facebook.com/phananhonline, email là phananhonline@gmail.com. Xin cảm ơn, bye bye.